Combo mình bán 5 cây các bạn. Cái này hoành 20 thì nó bự. Cái này nó hơi nhỏ. Combo 5 cây, mấy cây này sống sẵn đó nè bạn. Ra từ mình trồng, ra từ trồng trong C ra từ hết rồi. Mình thúc đế là mình trồng vô C. Cái này phân cái bài này. Bắt cái phân đa nhỏ mini. Mấy róc về róc lại làm cái bút măng. Năm cây 500k bao ship nha bạn, tính ra cây có mấy chục ngàn trừ tiền ship rồi, cây còn khoảng mấy chục ngàn đóng thùng shop để cho bạn luôn. Cây còn khoảng 80 mỗi cây tiền ship khoảng 20, cây còn khoảng 80 ngàn mà 5 cây 500k bao ship về vô kém được luôn bạn, về trồng ra hoa. Nụ công nha bạn.